Chào các bạn nha. Thêm một bức chân dung mới. Bức này tương đối to, vì thế là mình phải đứng xa mình quay. Tí nữa sẽ đến gần. Đây là một bức tranh gấp quá. Bạn khách đặt hai bức, một bức này với một bức nữa thì nhỏ hơn. Bức này thì có size là 40 x 60 x 80, 4 người này. Còn một bức khác là 40 x 40. Bạn ấy đặt trong có 3 hôm. Bức này là mình làm nguyên là 2 ngày rưỡi nếu mà tính thời gian ra. Tất nhiên là giờ sẽ phải sấy nữa. Nhìn qua máy ảnh á thì nó hơi sắc nét so với khi nhìn thực tế. Và màu vàng thì không biết là nó có hiển thị chuẩn không. Các bạn có thể nhìn thấy là những cái mảng màu này, quay xa như này thì mảng màu nhìn nó rất là rõ, nó sắc. Nhưng mà nếu nhìn bằng mắt thì nó êm dịu hơn rất là nhiều. Mình sẽ show gần hơn nha. Đó, các bạn thấy chưa? Nhìn xa ấy, thì màu sắc nó thu, tức là khoảng nhìn nó đưa ra xa, nó thu hết những cái mảng màu lại. Vì thế là khi mà quay phim xa thì đúng là không đẹp thật. Đó, khi đến gần là đỡ hơn này, các mảng màu nó mịn hơn. Đây là tạm gọi là mẹ đi. Đây là út này, đây là anh hai này, còn đây là bố này. Do thời gian gấp cũng như là điều không tránh khỏi, đấy là một số lỗi nhỏ trong bức tranh. Ví dụ như tính màu tôi còn chưa chuẩn lắm này. Giả sử mình có thể kể tên ra, đây là một số cái đường mình gắn sẵn này, tạo hình mũi thì nó hơi đậm một xíu. Những cái đường này thì cũng được, cũng ok. Nhìn vào mắt thì là đỡ hơn nhá. Các bạn làm tranh thì các bạn biết là khi mà các bạn quay phim lên ấy, trông nó khác so với thật lắm. Vì thế là khi mà chụp ảnh hay gì đó là mình thường thường mình phải tính rất là kỹ. Và mình cũng phải nói trước đây là nhìn thực tế bên ngoài là đẹp hơn khi nhìn qua video hay là qua ảnh. Như bức này thì các bạn thấy là đây là một chuyển thể từ một bức selfie của gia đình khi mà đang ngồi trên ô tô nhé. Các bạn thấy đây là một cái vô lăng này. Đấy, mình có tả cái vô lăng vào để nó gợi lại cho gia đình đây cái kỷ niệm, đó là bức ảnh này chụp trên ô tô. Tuy nhiên là phía sau thì mình làm đơn giản chứ mình không tả cái bên trong ô tô đó. Do là chụp gần cũng như là bạn ý làm tranh to, vì thế là khuôn mặt này các bạn thấy này rất là lớn luôn, nó phải gần 20 cm, và cái này hơn một gang tay. Làm cũng rất là thích, to như này chúng ta tả được rất là kỹ các cái mảng màu. Ví dụ con mắt này cũng được rất là nhiều hạt, kính này cũng được khá là chi tiết, rồi miệng, rồi các chi tiết khác. Tóc thì chúng ta đơn giản thôi, cứ tập trung vào khuôn mặt này. Các cái chi tiết khi mà gắn thì gắn chậm kỹ nhé, các chi tiết này mà càng giống càng tốt thì lúc cuối nó sẽ chúng ta sẽ gặt hái thành quả. Em bé đây thì nhỏ hơn, tuy nhiên là với bức tranh size to như này mà em bé cỡ này thì là đẹp. Nhưng nếu mà gia đình đây mà làm bé đi, bé hơn nữa thì rõ ràng là những cái bức những cái em, ví dụ em bé này sẽ nhỏ hơn rất là nhiều và khi đó sẽ khó tả hơn. Như thế này là mình thấy ok này, cứ từ tầm cỡ này trở lên này. Đây khoảng 15 phân nhân với khoảng 18, khoảng 15 x 18.
cho một khuôn mặt là đẹp. Anh hai đây thì cũng xem với em Úc, ý là bức tranh á, còn tuổi thì chắc chắn là phải hơn mấy tuổi rồi, tại vì em bé này ít tuổi đấy, anh đây thì lớn hơn này. Mình có nói là đối với em bé, các bạn nhỏ thì lông mày chúng ta làm nhạt thôi. Đây là lông mày của người lớn này, lông mày của trẻ con này, các bạn thấy so sánh nhé. Nó nhạt hơn, nhạt thì trông nó thực tế hơn, nó đúng là như mẫu luôn đấy. Rồi những cái khi mà gương mặt chúng ta đổ, chúng ta cũng hạn chế dùng những cái màu tối, chỉ nhấn. Và phụ nữ này, khi mà mình làm phụ nữ mình cũng đổ cũng nhạt nhạt thôi, những cái màu sáng để nó mặt nó có khối, nó có không gian 3D. Còn cái mảng sáng thì mấy cái mảng tối thì mình cũng dùng ít lắm, không đẩy tối quá đâu. Đấy, rồi anh cu đây cũng tương tự, xem lông mày có thể đậm hơn một xíu. Đấy, tuổi càng cao thêm, càng lớn hơn thì lông mày sẽ càng đậm hơn. Rồi người bố đây thì gương mặt rất là lớn do là đứng gần ống kính. Mình cũng ban đầu mình có ý định là thu nhỏ gương mặt lại, để có thể là bằng gương mặt mẹ bên đây thôi. Tuy nhiên là một là cái mẫu gốc, mình cũng suy nghĩ là có nên thay đổi mẫu gốc không. Hai là nếu mà thu nhỏ lại thì ví dụ sẽ bị vướng vào đây này, hoặc là nếu xa ra thì dưới này cũng sẽ mất này. Bù lại thì nó sẽ kéo trên này lên này. Đấy, và nếu vẫn đặt ở đây thì dưới này sẽ xấu này, sẽ phải chế thêm. Vì thế là sau hồi suy nghĩ thì mình quyết định là giữ nguyên. Và mình thấy là ảnh gốc như vậy thì mình làm như vậy là cũng ok rồi. Giữ nguyên như vậy là đẹp nhất. Nói về bức này đi, nói về mẫu này đi. Mẫu này thì mặt lớn, vì thế là chúng ta làm nó cũng lớn quá. Lớn thì làm dễ, nhưng mà lớn quá thì lại có phần hơi khoai một xíu. Đấy là các mảng màu chúng ta sẽ phải dùng nhiều. Ví dụ như một phần này chúng ta sẽ đổ khá là nhiều. Và nếu chúng ta căn không kỹ thì đến lúc là ví dụ những cái mảng sáng này nó không ở đúng cái gò má, hay những cái dưới cằm đấy, chúng ta phải căn như vậy. Và lớn như này thì màu sắc chúng ta cũng phải đổ có tính toán thì nó mới đẹp được. Như bức này thì như mẫu này thì mình thấy là nói về độ giống thì chắc là vẫn được 80% trở lên các mẫu đây, tại vì là bây giờ mình tả tương quan khá là kỹ. Như bước đây là gắn nguyên phần gắn nhé, các cái chi tiết đã tính ấy, đã mất nguyên một buổi, à nguyên một ngày chứ, gắn nguyên một ngày luôn đấy. Sau đó đổ và sửa thì mất một ngày rưỡi nữa, rất là nhiều công. Nền thì là đơn giản rồi, trắng da hơi ngà ngà một xíu. Đấy, màu sắc thì các bạn để ý là thực tế trong mẫu ấy, thì là mẫu màu, vì thế là chúng ta hơi khó nhìn màu. Tuy nhiên là khi mà đổ lên ấy, thì chúng ta phải tính xem là chỗ nào màu nào. Ví dụ như anh hai này thì màu áo nâu sẫm này, đứng cạnh đây, đứng cạnh bố này thì màu áo bố phải nhạt. Hay là em út, màu áo em út cũng phải nhạt. Nghĩa là phải khác biệt. Cho dù là mẫu, giả sử như hai anh em màu giống hệt nhau áo chẳng hạn, nhưng mà chúng ta cũng nên là lựa chọn cái việc là một người áo đậm hơn, người áo nhạt hơn, thì nó có sự tương quan. Tại vì tranh gạo thì nó đặc thù cái là
màu sắc thì nó như vậy thôi, các cái tông màu này. Còn nó không được nhiều màu như là tranh vẽ hay là ảnh chụp. Đó, vì thế là chúng ta cũng phải để ý và có kinh nghiệm làm như vậy. Rồi, mình xin kết thúc clip ở đây. Xin chào các bạn nha.